Lợi dụng thói quen thả trông gia súc của người dân tại các vùng quê, thời gian qua, kẻ gian đã bắt trộm hàng chục con trâu bò ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, khiến bà con hết sức hoang mang. Đây là cánh đồng thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi người dân thường chăn thả trâu bò hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, lợi dụng lúc đêm vắng, kẻ gian đã liên tục trộm trâu bò, khiến người dân hết sức bất an. Bò gia đình tôi thì thường thường là cứ ăn tại là vùng biển 78 là xã Quảng Phú. Thì bò là thường thường là ở lại ngoài á. Thì vừa tôi là nói là gọi là lùa về nhọt là thôi, nói để cho năm ngoái á. Sáng ngày sau là mùng 1 tháng 10 là ra tìm là không thấy bò. Không chỉ xã Quảng Phú, tình trạng mất trâu bò cũng xuất hiện tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Từ đầu năm đến nay, hàng chục con trâu bò của người dân đã bị kẻ gian bắt mất. Nhiều gia đình thậm chí bị bắt trộm 2 đến 3 con. Nói chung là bò của chúng em là nuôi ở cái vùng ở đây cả. Là nói chung là thời mấy bữa nay là tháng này là bò nó bị bắt. Không biết dân ở đâu là đến bắt bò, là bắt toàn bộ mẹ ra. Giờ là các quyền chức năng là để mà ấy mà ngăn chặn lại những là bò bị mất. Với thứ hai là để cho người dân yên tâm là nuôi bò hôm nay. Đầu năm 2019 đến giờ thì trên địa bàn xã Quảng Đông xảy ra cái hiện tượng mất trâu bò tương đối nhiều, có khoảng là trên 20 con. Trước cái tình hình đó thì công an và ban ngành liên quan đang lập cái chuyên án để là làm rõ cái vấn đề này để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Hầu hết các vụ mất trâu bò xảy ra chủ yếu là do việc nuôi giữ, chăn thả của người dân còn nhiều sơ hở, chủ quan. Trâu bò thường được thả tự do, không có chuồng cố định hoặc trông coi không kỹ. Do đó, để hạn chế nạn trộm cắp trâu bò, bảo vệ tài sản của mình, người dân cần nâng cao cảnh giác khi chăn thả, cũng như xây dựng chuồng trại chắc chắn, an toàn.